Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về HCI. Thì đây là một cái giải pháp siêu hồi tụ. Vì sao mà nó được gọi là siêu hồi tụ? Thì cơ bản là nó hồi tụ tất cả các cái thiết bị về networking, storage và backup và cả phần security vào trong cái một cái hạ tầng, đó chính là những cái con thiết bị máy chủ. Sau đó thì nó triển khai cái phần mềm lên trên cái những cái con máy chủ đó, và nó tạo ra một cái môi trường đỡ ảo hóa hết tất cả những cái thiết bị mà mình vừa mới nói trước, đúng không? Mình xin lỗi là không phải là tất cả nha, nhưng là phần lớn thì nó sẽ được đưa lên ảo hóa hết trên cái hạ tầng HCI. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về computer đó, nó cũng giống như là VMware ESXi, có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái môi trường ảo hóa cho chúng ta. Chúng ta có thể xây dựng các cái OS, ví dụ như là Windows, Ubuntu, Linux, và chúng ta có thể chạy container, những cái app, những cái phần app riêng ở trên đó cũng được luôn, đúng không? Nó hỗ trợ những cái điều như vậy ở phần computer này. Và có một điểm đặc biệt trên HCI SAM4 là nó sẽ hỗ trợ quản lý cả VMware vCenter, các cái virtual machine, các cái con máy chủ ảo xây dựng trên này thì đều được quản lý bởi HCI luôn. Thì các bạn có thể thấy ở đây là vCenter của Intel, chúng ta có những cái máy ảo như thế này. Và có một cái điểm nữa mà khác biệt đối với cái HCI SAM4, đó chính là khả năng mid-range, có nghĩa là di chuyển qua lại giữa VMware và HCI của SAM4. Chúng ta có thể chuyển những con máy chủ ảo qua lại giữa hai nền tảng này rất là thoải mái mà không cần một cái bên phần mềm thứ ba nào hỗ trợ cả, bởi vì những cái công cụ này đã được tích hợp sẵn rồi. Đây, bây giờ mình sẽ bấm vào mid-range và mình phần đầu tiên thì mình đỡ default, tại vì HCI nó tự chỉnh cân bằng rồi, mình không cần phải chỉnh gì nữa, nó lầm từ VMware qua. Và phần này mình chỉnh network thôi, mình bấm OK và mình sẽ tiến hành mid range luôn. Bây giờ mình quay lại cho các bạn xem, không? Rồi, không có vấn đề gì cả, những cái này chẳng qua là cơ bản thôi, và mình bấm OK. Những cái thông số này mình chuyển qua lại là có thể chạy được luôn rồi đó. Và mình đã bấm, và cái tiến trình mid range nó sẽ diễn ra. Mình sẽ qua cái phần task mình xem. Các bạn sẽ thấy cái phần trăm đây, và mình sẽ tạm dừng cái video này cho tới khi nó chạy hoàn tất ha. Các bạn sẽ thấy ở đây là cái tiến trình mid-range nó đang diễn ra này. Cái con DC-NC ở đây là nó đã chạy qua bên HCI rồi. Đây là mình lấy từ VMware vCenter sang. Và cái việc mà chuyển đổi ngược lại thì vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả, chắc chắn là có hỗ trợ và mình cũng đã làm thử hết rồi, chạy rất là mượt không. Ở đây mình sẽ create, mình tạo mới một cái VM. Thì trong này nó có rất là nhiều cái, ví dụ như mình tạo mới một cái Oracle Database này, SQL Database này, Oracle Graph Database này, Clone VM này, Import VM này. Cái thứ mình xuất ra, cái thứ mình import vào đều được cả. Và bây giờ mình thử tạo á. Mình tạo một cái con virtual machine, mình tạo cái lên. Thì phần cấu hình này nó, mình thấy nó đã phù hợp rồi, mình không cần chỉnh gì nữa. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể chỉnh. Nó có ba cái lựa chọn là thấp, trung bình và cao. Các bạn có thể lựa chọn ba cái kiểu này, nó sẽ chỉnh sẵn cho mình. Còn nếu các bạn muốn chỉnh bất kỳ một cái gì thì các bạn click vào. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái OS, cái hệ điều hành, thì chúng ta chọn Kali Linux chẳng hạn. Mình bấm OK thì nó sẽ mất khoảng cỡ vài giây để nó build, nó xây dựng lên. Và chúng ta khi mà nó xây dựng xong đó, chúng ta vào, chúng ta bấm Install OS, thì cái việc nó rất là đơn giản, thao tác nó trực quan, nó dễ tiếp thu, nó không có khó. Chúng ta sẽ vào và chúng ta thấy là những OS mình đã upload lên sẵn trên HCI. Bây giờ chúng ta chọn vào một trong những cái OS mà chúng ta mà muốn thôi. Nên chúng ta toàn thì bây giờ ở đây mình có lẽ mình chọn CentOS luôn, tại vì Kali với CentOS nó cũng là nét cả. À, thì cái quá trình mà chạy nó hiển thị lên như thế này mình bỏ qua, tại vì mình không có nhu cầu cài làm gì. Mình đây là mình chỉ làm thử nghiệm cho các bạn xem thôi.
Đây là cái vòng mà cần tạo cái lịch cho các cái con VM chúng ta có thể tạo những cái lịch mà cho các VM nó tự động chạy chẳng hạn theo lịch trình. Ví dụ như tới cái thời gian bao trì nào đó chúng ta đặt cái lịch là ok tới thời gian đó nó shut down hết tất cả các con VM và chúng ta chỉ cần rút cái con server rồi chúng ta bảo trì thôi. Tất cả những cái việc đó là hoàn toàn tự động, mình không cần phải làm bằng tay. Chạy được 45% rồi. Thì bây giờ mình vào thử cái con NCT sau khi nó chạy xong ha. Mình thấy log ở đây là tín hiệu rất khả quan rồi đấy. Nó tự động khởi động chạy lên luôn. Mình thấy là dường như không có downtime nhé. Trong quá trình mid-range là không có downtime. Và mình bấm cần cho Nantalet thì chúng ta sẽ thấy ok. Vào được tới đây là ngon rồi đúng không? Hoặc là quá trình mid-range nó đã diễn ra hoàn tất, chúng ta cũng có thể chuyển ngược lại view quay, mình thích ở đâu thì mình chuyển qua chuyển lại tùy thôi. Nếu mà các bạn muốn chuyển thay đổi hạ tầng từ HCI sang view quay được luôn, từ view quay sang HCI tất nhiên là cũng sẽ được.